Có lẽ các làng quý vị chờ đợi lâu nhất là sự xuất hiện của danh ca Kim Tước. Kính thưa quý vị, như hồi nãy tôi đã nói là chị Kim Tước là một danh ca nổi tiếng. Khi chị nổi tiếng rồi thì tôi còn là một con bé con. Chị hát, bắt đầu hát từ Hà Nội, rồi chị hát Đài Phát thanh Huế, Sài Gòn. Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn cũ. Thưa quý vị, có lẽ cũng đã đến mười mấy năm tôi không có trở lại Ba Vì nữa. Đến hôm nay, nhân dịp chị Hồng Thủy ra mắt sách và tôi được cái duyên là chị nhớ đến tôi, nên tôi cũng muốn sang gặp hết tất cả các bạn và các thính giả cũ của mình đã còn nhớ đến Kim Tước. Kính thưa quý vị, cũng bước vào cái gọi là cái tuổi 80 rồi, nên chúng tôi xin phép quý vị quàng cái khăn cho ấm và được cầm cái bản nhạc để cho nó khỏi quên. Là tại vì học mãi mà không nhớ thì tôi không hiểu là tại sao nữa. Thì mới nghĩ lại là ồ, mình đã đến cái tuổi 80 rồi đó. Xin cảm ơn quý vị. Và để khỏi làm mất thì giờ, xin mời quý vị nghe bản nhạc Tiếp cho một cuộc tình, thơ của chị Hồng Thủy và nhạc sĩ Văn Sơn Trường đã phổ nhạc cái bài này. Và mất em đâu phải lẻ loi.
Bạn nhạc thứ hai là bạn Cảm ơn anh. Xin thay mặt cho tất cả nữ cảm ơn người anh, những người chồng đã sắp cánh bên cạnh cuộc đời của người phụ nữ chúng tôi. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin cảm ơn anh đã đến trong đời để cho em biết tình yêu tuyệt vời. Vẫn như ngày xưa phải không ạ? Mà quý vị nhìn chị cũng trẻ trung như vậy.
Kính thưa quý vị, cái này là một đặc ân chị Kim Tước dành cho Hồng Thủy, bởi vì Hồng Thủy không bao giờ dám nhờ chị Kim Tước hát bài của mình. Tại vì dù bài của mình được các nhạc sĩ nổi tiếng phổ nhạc, nhưng mà không thể nào hay bằng những cái bài mà các nhạc sĩ vừa làm nhạc và vừa làm lời. Nhưng mà chị Kim Tước đã có nhã ý rất là dễ thương, chị bảo là sao tôi thấy cô có nhiều bài hát mà cô không đưa cho tôi. Thành ra Hồng Thủy nghe mừng quá thì mới gửi cái băng nhạc cho chị, và chị đã chọn hai bài chị hát. Một bài nhìn tiếp cho một cuộc tình, một bài buồn, và một bài tắm hơn anh, một bài rất là vui. Kính thưa quý vị, Hồng Thủy xin mượn cái bài hát vừa rồi của chị Kim Tước. Không phải là Hồng Thủy chỉ có cảm ơn ông xã hay là cảm ơn người yêu hay là gì hết, mà cái đó là của tất cả những người đàn bà, cảm ơn những người đàn ông đã mang đến cho mình những giây phút gọi là đầm ấm, vui tươi nhất, những giây phút thơ mộng nhất trong cuộc đời. Xin thay mặt các ông ở đây để tặng các bạn. Quý vị xin mời quý vị lần thưởng thức sự trở lại của Giang Căn Kim Tước. Xin mời Giang Căn Kim Tước trở lại sân khấu. Kính thưa quý vị, để trở lại với không khí và những âm thanh cũ, tôi xin trình bày hai bản nhạc của hai nhạc sĩ mà tôi rất quý mến. Đó là nhạc sĩ Văn Phụng với bản Tiếng Dương Cầm, và một nhạc sĩ từ thời Điền Chiến, đó là nhạc sĩ Vũ Thành với bản Giấc Mơ Bồi Hồi.
Thiên Cầm của Bùi Hiền. Hồ Liễu Thương.
rồi đây. Xin lời cảm ơn anh chị đã tiếp đón chúng tôi với một cái tình rất